Với mong muốn đưa đến người đọc những điều quan trọng và thiết yếu về chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và hoàn thiện cẩm nang chuyển đổi số và mới đây đã tổ chức lễ ra mắt cuốn tài liệu này. Cuốn cẩm nang chuyển đổi số bao gồm hơn 20 câu hỏi lớn và 100 câu hỏi nhỏ, ghi tóm lược những điều quan trọng và thiết yếu của chuyển đổi số, được trình bày một cách ngắn gọn, xúc tích, trong sáng. Để tiếp cận được đến mọi đối tượng, nội dung cẩm nang được cấu trúc thành 4 phần chính phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau: cẩm nang cơ bản, cẩm nang cho người dân, cẩm nang cho doanh nghiệp, cẩm nang cho cơ quan nhà nước. Phần minh họa giới thiệu những nền tảng số Make in Việt Nam để giúp người đọc có những hình dung trực quan về tính năng và vai trò của nền tảng trong thực hiện chuyển đổi số. Cẩm nang là tài liệu miễn phí dành cho mọi người và được cung cấp phiên bản điện tử tại địa chỉ 2.https://dx.mic.gov.vn.